Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết sử dụng mã lọc màu ốc chó. Bước 1. Xử lý bề mặt gỗ. Chúng ta dùng giấy nhám 320 để xử lý bề mặt gỗ. Bước xử lý bề mặt gỗ này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ của sản phẩm và độ nhẵn mịn của lớp sơn. Bước 2. Lau bã lau filler màu ốc chó. Đổ một ít màu lau ra bề mặt gỗ, sau đó dùng rỉa sạch lau màu lên bề mặt gỗ. Nên lau theo chiều xoáy ốc để bã lau xoáy sâu đều vào tông gỗ. Sau đó lau lại vệ sinh sạch bã lau và lau filler rất đậm đặc. Nó giúp đầy tông gỗ, có thể thay thế một lớp sơn lót. Bước 3. Phun sơn lót. Sau khi lau màu 30 đến 40 phút, chúng ta chà nhám nhẹ bề mặt gỗ và phun sơn lót. Ở đây chúng ta dùng sơn lót gỗ nội thất Athena với tỷ lệ 50g sơn lót, 25g chất đóng rắn và 75g dung môi. Chúng ta nên phun 2 lần lót mỏng cách nhau 30 phút để tạo điều kiện cho sơn bay hơi nhanh. Sau khi sơn lót khô, chúng ta chà nhám nhẹ và tỉa lại màu. Bước tỉa màu này giúp tỉa vân gỗ sắc nét, dặm vá những chi tiết nhỏ để sản phẩm được hoàn thiện và đẹp hơn. Với sản phẩm này, chúng tôi sử dụng sơn phủ mờ, pha với tỷ lệ 50g sơn mờ, 25g chất đóng rắn và 75g dung môi. Chúng ta phun đều tay để được bề mặt hoàn thiện và đẹp hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này.